việt nam là một đất nước có lịch sử hào hùng một nền kinh tế đang phát triển nhanh chóng và một vị thế ngày càng lớn mạnh trên trường quốc tế tuy nhiên câu hỏi đặt ra là việt nam có thực sự mạnh như chúng ta đã nghĩ để trả lời chúng ta cần đánh giá sức mạnh của việt nam trên ba lĩnh vực chính quân sự kinh tế và ảnh hưởng chính trị qua đó chúng ta sẽ có cái nhìn toàn diện hơn về khả năng và tiềm năng của việt nam sức mạnh quân sự đáng nể nhưng còn nhiều thử thách. Về quân sự, Việt Nam có một lực lượng quốc phòng đáng tự hào. Từ lịch sử giữ nước và chống giặc ngoài xâm, Việt Nam đã xây dựng được một quân đội kiên cường, nhiều kinh nghiệm chiến đấu và đặc biệt là tinh thần đoàn kết, sẵn sàng hy sinh, bảo vệ, độc lập, dân tộc. Quân đội nhân dân Việt Nam có nhiều kinh nghiệm thực chiến và năng lực phòng thủ hiệu quả. Hiện tại, với những bất ổn trong khu vực Biển Đông, Việt Nam đã không ngừng hiện đại hóa trang bị để đối phó với các tình huống xung đột có thể xảy ra trong tương lai. Tuy nhiên, thực tế là Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế về công nghệ và vũ khí quân sự hiện đại so với một số nước láng giềng, ví dụ như Trung Quốc. Dù Việt Nam đã đầu tư vào các loại khí tài như tàu ngầm, máy bay chiến đấu và hệ thống phòng không, song vẫn cần nhiều nỗ lực để cải thiện khả năng tác chiến. Chi phí quốc phòng của Việt Nam tương đối khiêm tốn so với GDP khiến cho việc hiện đại hóa quân đội phải diễn ra từ từ dù có khả năng phòng thủ tốt việt nam khó có thể so sánh với các cường quốc quân sự về mặt trang bị và công nghệ quốc phòng hiện đại sức mạnh kinh tế động lực phát triển nhưng cần cải tiến việt nam hiện là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất khu vực đông nam á nhờ vào tốc độ tăng trưởng ổn định và khả năng thu hút đầu tư nước ngoài mạnh mẽ đặc biệt việt nam được hưởng lợi từ xu hướng chuyển dịch chuỗi cung ứng toàn cầu khi nhiều doanh nghiệp lớn di dời sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam để giảm chi phí và tận dụng lợi thế lao động giá rẻ. Các ngành công nghiệp mũi nhọn như điện tử, dệt may, da dép và gần đây là công nghệ và sản xuất ô tô đều đang phát triển mạnh mẽ, góp phần vào tăng trưởng GDP. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức kinh tế. Cơ cấu kinh tế còn phụ thuộc lớn vào lao động giá rẻ và xuất khẩu hàng hóa giá trị gia tăng thấp. Trong khi đó, Lĩnh vực công nghệ và năng suất lao động của Việt Nam chưa cao, khiến cho sức cạnh tranh của quốc gia chưa thực sự vững chắc. Các vấn đề về hạ tầng giao thông, quản lý đô thị, ô nhiễm môi trường và tham nhũng cũng là những điểm yếu của nền kinh tế Việt Nam. Nếu muốn nâng cao vị thế kinh tế và trở thành một nền kinh tế mạnh mẽ hơn, Việt Nam cần đầu tư nhiều hơn vào giáo dục, công nghệ và sáng tạo để tăng giá trị gia tăng của hàng hóa, nâng cao năng suất lao động, kết hợp với bộ máy quan chức trong sạch với tư duy dấn thân và cống hiến. Tầm ảnh hưởng chính trị được công nhận nhưng cần khẳng định hơn. Trên mặt trận chính trị, Việt Nam nổi lên là một quốc gia có tầm ảnh hưởng trong khu vực và trên trường quốc tế nhờ vào chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ và hòa bình. Việt Nam đã xây dựng được mối quan hệ tốt với nhiều quốc gia trên thế giới, bao gồm cả các nước lớn như Mỹ, Nga, Trung Quốc và Nhật Bản. Vai trò của Việt Nam trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và các tổ chức quốc tế khác cũng ngày càng được đánh giá cao trong các cuộc tranh luận quốc tế về biển Đông. Việt Nam thể hiện lập trường mềm mỏng nhưng vững vàng, góp phần duy trì ổn định và an ninh khu vực. Tuy nhiên, để có thể khẳng định vị thế mạnh mẽ hơn trên trường quốc tế, Việt Nam còn cần tiếp tục cải thiện khả năng ngoại giao và xây dựng hình ảnh tích cực, đặc biệt với sự cạnh tranh gia tăng từ các nước trong khu vực. Việt Nam cần thúc đẩy hơn nữa việc nâng cao năng lực nội bộ và các mối quan hệ quốc tế để bảo vệ lợi ích của mình tầm ảnh hưởng chính trị của việt nam sẽ phụ thuộc nhiều vào khả năng duy trì sự ổn định nội bộ củng cố sức mạnh quân sự và phát triển kinh tế một cách bền vững trở lại câu hỏi ban đầu liệu việt nam có thực sự mạnh như chúng ta đã nghĩ câu trả lời là có và không việt nam có nhiều tiềm năng và những thành tựu đáng kể nhưng cũng còn nhiều thách thức và hạn chế việt nam có thể tự hào về những gì đã đạt được nhưng nếu muốn trở thành một quốc gia mạnh mẽ trên trường quốc tế việt nam cần nỗ lực hơn nữa trong việc hiện đại hóa quân đội cải cách kinh tế và nâng cao vị thế chính trị việt nam có sức mạnh tiềm tàng và cần những bước đi chiến lược để có thể phát triển giàu mạnh tuy nhiên hành trình trở thành một cường quốc thật sự không hề dễ dàng và đòi hỏi sự đoàn kết nỗ lực từ chính phủ doanh nghiệp và toàn dân việt nam qua đó việt nam có thể khẳng định rằng mình không chỉ là một đất nước mạnh mẽ về lịch sử mà còn là một quốc gia mạnh mẽ trong hiện tại và kể cả tương lai